Kênh Zippo Gò Vấp xin kính chào anh em đam mê nha. Trong clip ngày hôm nay thì ngoài việc em mô tả chi tiết chiếc Zippo được đựng trong hộp nhựa chính hãng như thế này ra, thì bên cạnh đó em cũng sẽ báo giá cụ thể luôn về chiếc này nha. Chiếc này thì anh em yên tâm, tất cả mặt hàng của em giao dịch đến anh em đều là hàng còn nguyên zin chuẩn Mỹ. Và hàng về sau thì em sẽ thông báo đến với anh em như vậy. Và chiếc Zippo ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu là một chiếc Zippo chủ đề được khắc ăn mòn axit không đổ sơn trên nền Zippo HB bóng, và nó nói về bức tranh thành phố New York, tạo ra một cái thành phố rất là sắc sảo nha anh em. Những tòa nhà cao tầng và có đường may chân may rất là đẹp luôn. Và chiếc này thì được sản xuất vào năm 1992, 85 mã là 592 tháng H. Em đang zoom lại gần để anh em thấy rõ hơn ạ. Ở đây một chiếc Zippo rất là đẹp. Ở đây nha anh em. Đây, em lau bề mặt trước thì anh em cũng thấy nè, bề mặt trước rất là mượt, cạnh viền của nó thì bóng loáng luôn, cạnh viền trên nắp quá là ok. Đây, về phần mặt sau của nó, mặt sau của nó giống như là một chiếc gương. Đây nha anh em, hiện tại thì em theo cảm nhận của em á thì chiếc này là HB bóng, nhưng mà cái nét những cái vết xước thì dường như là em không thấy nha, tại vì em đang quay tất cả các góc cạnh để anh em sẽ thấy được trực tiếp ở trên clip này luôn. Đẹp nha anh em. Đây, cạnh viền bản lề nè, rất là chắc chắn luôn, bản lề năm cháu khép kín với nhau. Hai dấu tròn này là hai dấu bấm điện của hãng nha anh em. Quá là đẹp, về một bức tranh khắc chìm thành phố New York City. Âm hay, âm rất là hay luôn, nghe rất là ken ken. Đây anh em nhìn nè, bên trong lòng vỏ nè rất là sạch đẹp, được bản lề trên hai đường gạch sọc rất là mảnh luôn. Anh em nhìn nè, em đang zoom lại, để em zoom lại thì anh em sẽ thấy được. Nó có một cái đường gạch sọc thôi nha, bản lề dưới. Em nhâm như thế này là hết cỡ luôn á, rất là đẹp. Và anh em cũng sẽ thấy cái em đang ngồi quay. Còn đây là một chiếc ruột thép. Năm này là năm 1992, nhưng mà anh em thấy nè, năm này thì rõ năm luôn nha. Và bên trong ruột thì rõ năm luôn, là được cũng trùng với vỏ là 8 la mã là năm 1992. Tại thời điểm, vì thời điểm năm 1992 thì anh em sẽ thấy là hết 80% là đa số là bên trong ruột thì hãng sẽ bị năm, nó sẽ không rõ nha. Có lúc thì không có năm luôn, có lúc thì năm dập rất mờ. Còn đây thì là một chiếc ruột năm dập rất là rõ ràng luôn. Như thế này, một chiếc ruột thép new, chút tán anh em nhìn nè, nó vẫn còn xanh nhẹ, bụi vẫn còn nha. Rất là tuyệt vời đối với một chiếc 1992 rõ năm. Và bên trong buồng đốt thì lưỡi ga vuông, hai bên mép có chặt gấp, tim có dây đồng. Viên đá vẫn còn nguyên luôn. Bánh xe rất là bén. Chặn xăng vào ốc đá anh em nhìn nè, cái ốc đá nhìn rất là mượt luôn, mới ken luôn như thế này. Còn cái chỗ lỗ tròn này là để mình để một cái viên đá dự trữ nha anh em, phòng hờ, rất là đẹp. Và chiếc Zippo về chủ đề về New York City thì năm 1992 ruột rõ, với tình trạng là máy mới chưa lên lửa, thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 1.500 cành nha, 1.500k. Và
Bên cạnh đó thì em sẽ tặng kèm anh em một vỉ đá vàng chính hãng như thế này. Nếu mà anh em chuyển khoản đủ thì em bao ship, còn ship code thì em không bao được phí ship nha. Trước khi kết thúc clip này thì em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Dấp Dưới Ra của em. Và đồng thời anh em cũng đừng quên bấm like và đăng ký nha, để mình có thể thêm xem những mẫu mã Zippo về sau nhiều hơn. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.